Chào mừng các em đến với tiết học âm nhạc lớp 6. Hôm nay cô trò chúng ta tiếp tục tìm hiểu về chủ đề 2 bài ca Hòa Bình với tiết 6 gồm các nội dung 1. Lý thuyết âm nhạc 2. Nhạc cụ tiết tấu. Các em cùng ghi bài nhé. Chúng ta bắt đầu bước vào phần 1, lý thuyết âm nhạc. Các em cùng tìm hiểu ký hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin. Các em quan sát trên màn hình. Trong âm nhạc, ngoài ký hiệu cái âm bằng nốt nhạc ghi trên dòng kẽ, khu nhạc, còn có cách ký hiệu tên 7 nốt nhạc dựa trên bảng chữ cái Latin. Ký hiệu nốt nhạc ghi trên 5 dòng kẽ đó là Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đố. Còn các ký hiệu tên 7 nốt nhạc dựa trên bảng chữ cái Latin gồm có hai hệ thống. Hệ thống số 1 nốt Đô ký hiệu chữ Cờ, nốt Rê ký hiệu chữ Giờ, nốt Mi ký hiệu chữ E, nốt Fa ký hiệu chữ F, nốt Son ký hiệu chữ G, nốt La ký hiệu chữ A, nốt Si ký hiệu chữ B, nốt Đố ký hiệu chữ C. Hệ thống số 2 tương tự như hệ thống số 1, chỉ khác một chỗ là hệ thống số 1 nốt Si ký hiệu chữ B, nhưng ở hệ thống số 2 nốt Si sẽ ký hiệu chữ H. Và các em lưu ý thêm một chỗ là ký hiệu âm bằng chữ cái Latin được viết bằng chữ in hoa. Các em cùng bước sang ví dụ bài đọc nhạc số 2 và cô mời các em cùng làm với cô. Nốt Son ký hiệu chữ G, nốt Son G, Mi E, Son G, Mi E, Đô, Cờ, Mi E, Son G, Son G, Son G, Mi E, Son G, Fa F, Mi E, Re G, Mi E. Để các em hiểu phần ký hiệu âm bằng chữ cái Latin, cô mời các em tiến hành đọc viết bài đọc nhạc số 2. Sau khi các em đọc viết xong bài đọc nhạc số 2, các em hãy so sánh phần đáp án của cô. Như vậy, các em đã hiểu được và viết được âm bằng chữ cái Latin rồi đúng không nào? Cô mời các em bước sang tìm hiểu phần thứ hai, nhạc cụ tiết tấu. Cô mời các em quan sát hai mẫu tiết tấu A và B. Sau đó các em hãy nhận xét cho cô hai mẫu tiết tấu này có điểm giống và khác nhau ở chỗ nào nhé. Như vậy ta thấy giống nhau là bài viết ở nhịp 2-4. Cả hai mẫu tiết tấu đều có hình nốt đen và dấu lặn đen. Khác nhau, mẫu tiết tấu B có hình nốt mốc đơn, mẫu A thì không có. Cách sắp xếp các hình nốt cũng khác nhau. Cô mời các em bước sang luyện đọc các mẫu tiết tấu A và B. Chúng ta sẽ đọc mẫu tiết tấu A như sau.
đen, lặng, đen, lặng, đen, 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 lặng. Cô mời các em luyện đọc mẫu tiết tấu A với cô nào. Cô mời các em luyện lại lần nữa. Lần này chúng ta sẽ không đọc mà chúng ta chỉ đọc thầm và chúng ta gõ tiết tấu. Cô mời các em quan sát mẫu tiết tấu B bằng những kiến thức đã học. Em nào có thể đọc lại mẫu tiết tấu B cho cả lớp nghe nào? Cô mời cả lớp cùng đọc với cô. Đen, 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 đơn, đơn, đen, 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 lặng. Chúng ta cùng quan sát và cô mời các em cùng nghe. Đơn, 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 lặng. Cô mời các em luyện lại lần nữa. Lần này chúng ta sẽ không đọc mà chúng ta chỉ đọc thầm và chúng ta gõ tiết tấu. Cho chúng ta cùng chơi trò chơi với các chữ ta, ti, nút đen. Chúng ta sẽ đọc là ta, nút mút đơn sẽ đọc là ti. Và thực hành bằng thanh phách, trống hoặc bộ gõ cơ thể. Các em cùng đọc với cô. Ta lặng, ta lặng, ta lặng. Các em cùng đọc mẫu tiết tấu B. Ta ti ta lặng. Cô mời các em bước sang hoạt động số 4, gõ đệm cho bài hát. Chúng ta có thể sử dụng nhạc cụ gõ như thanh phách, trống nhỏ để gõ đệm cho bài hát, tiếng chuông và ngọn cờ. Ôi đất thân yêu, lòng chúc em xin bao tự hào, một quả cầu đẹp tươi lung linh giữa trời. Hoạt động 5. Vận động cơ thể vào bài hát, tiếng chuông và ngọn cờ. Trời đất thân yêu, lòng chúc em xin bao tự hào. Tiết học của chúng ta hôm nay tới đây là kết thúc. Ở nhà các em tự tập hát bài tiếng chuông và ngọn cờ kết hợp gõ đệm tiết tấu đã học.
2. Tự tập và thực hành bài hát tiếng chuông và ngọn cờ theo hình thức động tác cơ thể. 1. Búng tay. 2. Vỗ tay. 3. Dậm chân cho thuần thục. Cô đã hướng dẫn trên video clip. Chuẩn bị tiết 7, bài đọc nhạc số 2.